gửi tới các bạn một trò chơi khá là vui vẻ, nhỏ nhỏ, xuất phát từ China và bây giờ phổ biến sang Việt Nam. Đầu tiên nó là cái món nhậu và bây giờ nó là cái món cười vào mặt. Và bây giờ cuộc thi xin phép được khởi đầu của tôi. Rồi, và sau khi mà nó bập thì anh cố quay lại cái mặt cười của nó nhá. Ôi, nhân đâu. Sinh sướng vậy. Không bao giờ luôn. Rồi, ok. Nào, bác Hồ bảo cháu chọn cái này. Ê, bác Hồ bảo đúng. Cam này, tôi chắc chắn luôn. Im. Rồi. Mày quá. Phí đâu. Kể cả bác Hồ. Bác đã đúng. Mẹ ra còn lại đang làm. Cập này. Ôi giời ơi, còn 3 cái đi. Rồi. Nào, người hùng của chúng ta đâu? Nào, sang sân của chúng ta là 1/3. Sang sân của chúng ta là 1/3. Hãy cầu nguyện cho anh ấy đi. Anh ơi, giết đi. Đúng rồi, bập xuống nào. Rồi. Chết tôi rồi. Win rồi. Để lại cái mặt cuối cùng là để lại còn mỗi một cái răng thôi. Vâng. Nào. Chúng ta rất là may mắn đó. Là ai là người đen đủ nhất? Vâng, đó chính là anh trai của chúng ta. Chúng mày lại mới. Rồi. Nhung vãi lên. Rồi.